cảnh tình người mê về coi ngu, dài răng kẻ cùng giữa lê hàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lạy kính Đức Phật, Đức Thầy, kính thưa các cấp chính quyền sở tại, kính thưa các bậc lão thành, quý vị giáo lý viên, kính thưa các đại diện ban trị sự xã bạn và các vị đồng y ở Tiến Thành, cùng toàn thể cô bác và anh chị em đồng đạo hiện diện kính mến. Hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm Nhâm Dần, là ngày thuyết giảng lần thứ nhất tại xã Long Giang, ấp Long Thịnh 2, tại nhà của đồng đạo Phạm Hữu Chân. Khi được báo tin, mặc dù được tiếp hay gián tiếp, tất cả những quý vị không phụ lời mời của chúng tôi đã dâng chút thời gian quý báu đồng đệ tử đến đây để tham dự thiên thuyết giảng trong tinh thần đoàn kết. Đó là chúng quý vị đã thể hiện tình thương qua điều thứ 8 Đức Thầy đã phán dạy: tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ lành trọn lành trọn sáng về nơi khỏi tây phương an dự, mà học đạo chưa hoàn toàn, đặng trở lại cứu giới chúng sanh, và thể hiện qua những câu hiệp cùng nhau truyền bá tinh lành, làm cho đời hiểu rõ thân danh công đức Phật từ bi vô lượng, và cũng để hâm nóng lại giáo lý siêu việt của Đức Phật, Đức Thầy để cùng nhau trên bước đường tu tiến. Chúng tôi xin thông qua chương trình thuyết giảng hôm nay gồm những một nội dung như sau. Giới thiệu thành phần tham dự nghi thức tôn giáo kính lễ Đức Phật, Đức Thầy. Bên phần nội dung đọc diễn văn khai mạc, đọc bài sứ mạng, đọc tám điều răn cấm, đọc đoạn văn trong bài đến làm nhân nghĩa Cần Thơ, thuyết giảng do giáo lý viên Đoàn Quỳnh Lương thuyết qua chủ đề ưu phiền thường sự chốn ta bà, Phật cảnh bao về ác lãnh xa, tính ngộ từ đây người gặp chủ, phủi trần tìm kiếm chữ ma. Đáp tường của ban tổ chức nghi thức tôn giáo, mời đồng đạo nghỉ hoặc giải lao. Kính thưa quý quan khách và chư quý đồng đạo thân mến, căn cứ luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, căn cứ chương trình đạo sự của ban trị sự trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo 2021, căn cứ quyết định của cơ quan chức năng về việc chấp thuận cho ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Long Giang tổ chức thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo theo nhu cầu của tín đồ muốn tìm hiểu giáo lý, giáo luật, lễ nghi của đạo đức để tu học. Được sự thống nhất của ban trị sự trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, hôm nay ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Long Giang tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý do giáo lý viên ban phổ quyền giáo lý trung ương đảm trách. Đó là lý do buổi thuyết giảng hôm nay đề nghị hoan nghênh. Kính thưa quý vị, tiếp đến chương trình thành phần giới thiệu. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông giáo lý viên Đoàn Quỳnh Lương, đề nghị hoan nghênh.
Chúng tôi xin được giới thiệu ông giáo viên Nguyễn Minh Thấu đề nghị qua đây. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn No, chi hội giữ ẩm, chi hội giữ ẩm, hội đồng y xã Kiến Thành đề nghị qua đây. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đại diện ban trị sự xã Nhân Mỹ đề nghị qua đây. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Phước, trưởng ban trị sự xã Lâm Giang, cùng các đại diện ban trị sự xã bạn cùng toàn thể cô bác tại trên mục đạo đến đây tham dự đông đủ đề nghị quân chung. Tiếp đến là phần ghi nhớ kiến thức tôn giáo. Kính mời tất cả cô bác đại diện tập đạo đồng đứng lên. Đồng hướng về đức thầy, đồng kính lễ. Kính mời tất cả cô bác đại diện tập đạo đồng hướng về đức Phật, đồng kính lễ. Kính đồng hướng về đức thầy, đồng kính lễ. Kính và mời quý vị xa và kính mời tất cả cô bác hoàng thiên đồng đồng. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Phước, trưởng ban trị sự xã Lâm Giang đến diễn đàn, đến diễn đàn đọc diễn văn khai mạc. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý quan khách, quý đồng đạo, điện hiện kính mến. Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm với hậu trường buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, trước tiên tôi xin thay mặt ban tổ chức trân trọng kính đến quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào đoàn kết và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, thật là một niềm cảm xúc to lớn đối với chúng tôi trong buổi thuyết giảng hôm nay, với sự hiện diện của quý đại diện chính quyền địa phương, các vị đại diện ban trị sự xã, bạn, các nhà mạnh thường quân và chư quý đồng đạo đến tham dự. Đây là một niềm khích lệ tinh thần để chúng tôi nỗ lực hơn trong việc phổ truyền chánh pháp của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Kính thưa quý vị, đối với Phật giáo Hòa Hảo, việc truyền bá chánh pháp là một nhiệm vụ vô cùng thiết yếu, bởi có hiểu đúng mới thực hành đúng như lời Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết. Nghe cạn lời chứ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Giáo pháp học Phật tu nhân Phật giáo Hòa Hảo vừa mang tính khế cơ, khế lý phù hợp với tình hình thực tế trong bối cảnh nhân loại đang tiến nhanh vào nền khoa học công nghệ 4.0, phù hợp với chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh giàu đẹp. Đức thầy dạy nên cái bổn phận chúng ta phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng các tinh thần từ bi bác ái gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó, ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Long Giang cùng bà con tín đồ trong địa phương quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Đến đây tôi xin thay mặt ban tổ chức tuyên bố khai mạc của thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần thứ nhất tại xã Long Giang. Kính chúc buổi thuyết giảng thành công tốt đẹp. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
tôi xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Phước vừa qua đã đọc xong diễn văn khai mạc. Phần tiếp đến, chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng đạo Nguyễn Văn Gạt đến diễn đàn để đọc lại bài Sứ Mạng. Xin trân trọng kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi xin thành lòng đọc lại bài Sứ Mạng của Đức Thầy. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên, nhưng mà thử nghĩ, sinh trong vòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm. Lòng mê si đã diệt, sự dị kỷ đã tan mà kể lại nguồn gốc phát sinh. Trải bao đời giúp nước vừa dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp dù sống cũng là dân quan đất Việt, dầu thác cũng quỷ thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư, cơ truyền Phật Pháp rồi nhường ăn đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi. Hiềm gì nội cảnh quốc phá gia dông, mái quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ dướng cảnh đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh vạn khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn chốn mê đồ mà chẳng quản sát thân giúp thế cứu dân, dông thân dị quốc huống chi nay cơ màu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh, cao du tứ hải dạo khắp tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo. Muôn ngày vô sự lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chứa chan, thương mắt tính tới hồi tai họa, Phật Dương Đà chỉ rõ mái diệu quyền chuyển lập hội long hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thiên tàu đà xét định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ quân này say mê vật dục chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả lực trời đà trị tội. Xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhổ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sao chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh thì mới mong thiên đình ăn xá bớt tội căn để tiếp đến long hoa chầu Phật. Trước biết rõ lực trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật Pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả, sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Bởi đời này pháp môn bế mạc thánh đạo chân du, người tâm trí tối đen đời lắm ma dương phải rối. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liễu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân. Vì thể lòng từ bi bác ái cùng thù đáp,
những vị linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta tự sát cởi đồng, chứ có về đâu chuyển kiếp đã từ lâu, chờ đến ngày ra trợ thế. Nên phương pháp của ta tùy tình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam. Trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng ngộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ. Dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh, để cho kẻ ít căn lành, dùng nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị giới trăm quan. Thảm thiết lê dân lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên. Nên kẻ xa xôi từ dân chẳng tới, người lãng giềng tiếng kệ nhàm tai. Đến trung tuần tháng 8, ta cùng Đức Thầy mới tái hiện cùng điên. Mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần điều rõ biết hầu ăn năn cải hóa làm lành. Còn kẻ chẳng tỉnh tâm sau đền tội, cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Vẫn biết đời lan xa thống trị, phép nước nghiêm hình. Dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo, nào quản sát thân kiếp chốt này đây, há lại tiếc chi thân phàm tục. Song vì tình cốt nhục tương thân, cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bớt nổi cực hình. Bạc Liêu ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ 1942. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đồng đạo Nguyễn Văn Gạt vừa qua đã đọc xong bài Hai Lời Tựa Tức Sứ Mạng của Đức Thầy. Phần tiếp đến, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng đạo Nguyễn Văn Nghiêm đến diễn đàn để đọc lại bài Lời Khuyên Bổn Đạo Tức Tám Điều Đáng Cấm. Xin trân trọng kính mời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý quan khách, kính thưa cùng toàn thể chư quý đồng đạo, được sự phân công của ban tổ chức, tôi xin đọc lại bài Lời Khuyên Bổn Đạo Tức Tám Điều Răn Cấm. Khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình làm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn lý, phải giữ cho tròn luân lý, tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng, lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và xung phụng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời, Phật, thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cứu tế thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần. Nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý,
vì cõi Diêm Vương không bao giờ ăn hối lộ của ta, mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường, đói rắc, tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi, về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý, rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành, trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người chó tột xét thân ta. Nếu người lộ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi chân thành cảm ơn đồng đạo Quỹ Nhân Nghiêm vừa qua đã đọc xong bài lời khuyên bổn đạo tức 8 điều giảng cấm. Kính thưa toàn thể cô bác và anh chị em đồng đạo, trước khi ông giáo lý viên Đoàn Quỳnh Hương đến diễn đàn để diễn thuyết qua chủ đề trong bài Đến Làng Nhân Nghĩa Cần Thơ, chúng tôi xin trân trọng mời hai đồng đạo đến diễn đàn để phụng ngâm một đoạn văn trong bài Đến Làng Nhân Nghĩa Cần Thơ để làm sáng tỏ đề tài. Kính mời đồng đạo Nguyễn Tấn Mỹ và đồng đạo Nguyễn Văn Gạt. Xin trân trọng kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Rừng lâm cây đa ngày nay mà ruột năm non có các đài chờ đợi con hiền nói tục khổ. Yeah.
đến là cái nghĩa thật hơn.